Lý do số 1 nhé, tiền phải kiếm ở nơi có nhiều tiền. Thông thường liên quan đến một cái tài sản, bất động sản thì tối thiểu là sẽ phải vài trăm triệu đồng trở lên rồi. Đấy. À, hôm qua tôi nói rồi, một người để tạo ra doanh thu 1 triệu đô ấy, nếu bán một sản phẩm 1 triệu đồng, người ta cần bán khoảng 23.000 sản phẩm. Người ta cần bán khoảng 23.000 sản phẩm. Với bất động sản, chỉ cần bán một cái nhà mặt phố, trong nhiều trường hợp người ta cũng đạt doanh thu 1 triệu đô rồi. Và với nhiều người, khả năng mà bán vài chục nghìn sản phẩm nó khó hơn so với việc là bán một cái tài sản giá trị lớn. Đấy. Thì đây là một cái bài học để bạn thấy là bất động sản là một lĩnh vực rất là hay. Ở những nước mà gọi là những nước như Việt Nam ấy, ở trình độ phát triển thấp hơn ấy, hầu hết top đầu là những người liên quan đến bất động sản. Ví dụ top 10 tỷ phú của Việt Nam, hầu hết họ làm liên quan đến bất động sản. Nhưng ở những nước trình độ phát triển hơn như ở Mỹ chẳng hạn, thế thì thường top 10 nó liên quan nhiều đến công nghệ nhiều hơn. Nếu mình để ý cái này không ạ? À ok. Thì ở những nước trình độ phát triển thấp như Việt Nam liên quan nhiều đến bất động sản. À, lý do thứ hai ở đây OPM ví dụ rất hay, ví dụ một cái tài sản 10 tỷ đồng, chưa chắc bạn đã cần phải có đủ 10 tỷ để mua. Có khi bạn chỉ cần 3 tỷ đồng để mua thôi. 7 tỷ còn lại mình lấy ở đâu nữa mình nhỉ? Vay ngân hàng. Một cái tài sản 1 tỷ đồng, chưa chắc bạn đã cần phải có đủ 1 tỷ, chỉ cần có 300 triệu thôi. 700 triệu có thể gì nhỉ? Ok, vay ngân hàng. Một số trường hợp nếu mà mua của dự án nó còn cho phép bạn thanh toán theo vừa mới đặt cọc một ít tiền thôi, lập tức giá tài sản đã tăng một giá mới rồi nếu bạn biết chỗ để mà mua. Đấy là cái đặc tính rất là hay của bất động sản. Với doanh nghiệp nó không làm được như vậy. Tôi ví dụ, nếu bạn làm doanh nghiệp, bạn có một cái đăng ký kinh doanh nhé, bạn có một cái đăng ký kinh doanh. Bây giờ bạn hãy ra ngân hàng cầm cái đăng ký kinh doanh đấy, bảo cho em thế chấp cái đăng ký kinh doanh này. Ngân hàng bảo là mình có bị làm sao không, đưa tài sản đấy. Đấy là một cái sự khác biệt. Bất động sản cho phép bạn đòn bẩy tiền của người khác được. Lý do thứ ba, 90% người giàu liên quan bất động sản. Có hai kiểu người khi mà họ tham gia thị trường bất động sản. Một là những người làm bất động sản là chính và trở nên giàu có, tức là gì? Từ hồi xưa đến giờ chỉ có kinh doanh bất động sản. Kiểu thứ hai là những người kinh doanh thành công ở lĩnh vực khác và sau đó đầu tư sang bất động sản và trở nên là giàu có hơn gấp nhiều lần. Số 4, tốc độ mất giá của tiền. Hiện nay khoảng mấy ngày bạn tiêu hết 1 triệu đồng nhỉ? Tôi không nói là các chi phí đột xuất. Tôi không nói các chi phí đột xuất, tôi chỉ nói là các chi phí cơ bản, sinh hoạt cơ bản thôi. Khoảng mấy ngày bạn tiêu hết 1 triệu. Có một số anh em thì là một ngày này, một số anh em 3 ngày, một số anh em 5 ngày. Có bạn nào một tháng không? Có. Vâng, các thiền sư. Bạn có biết là với 1 triệu đồng nhé, với 1 triệu đồng. Thực ra bạn nên để ý là như này, càng lúc tốc độ tiêu hết 1 triệu đồng của bạn càng nhanh. Đồng ý không ạ? Càng lúc tốc độ tiêu hết 1 triệu càng nhanh. Ví dụ buổi sáng bạn ra bạn chi chi một vài thứ có khi đã hết 1 triệu rồi. Tốc độ tiêu tiền càng lúc càng nhanh. Một số bạn nhé, bạn nên đặt câu hỏi là không biết tốc độ kiếm tiền của mình đã nhanh như thế chưa. Rồi, và bạn có biết là với 1 triệu đồng nhé, trong nhiều trường hợp bạn có thể mua được 1 mét vuông đất, 2 mét vuông đất hoặc 3 mét vuông đất ở Hồ Chí Minh này hoặc lân cận Hồ Chí Minh không? Ok, một số bạn chưa biết thì do mình chưa biết thôi. Thì sau này có thể là bạn sẽ để ý hơn, để ý hơn. Bạn sẽ thấy có những người họ đi mua 1 đồng mà sau đó họ bán 10 đồng là chuyện hết sức bình thường, không có gì là quá ghê gớm nếu mà người ta biết cách. Đấy. Thế và ở đây cái bài học là bạn nên học là như này, bạn thấy là như này. Càng lúc tốc độ tiêu hết 1 triệu đồng của mình càng nhanh, tức là đồng tiền nó mất giá quá nhỉ, quá gì nhỉ? Quá nhanh. Nếu bạn không đầu tư bất kỳ một cái gì nhá, không bạn cứ để tiền trong ngân hàng đi, bạn cứ gửi tiết kiệm thôi, không có đầu tư bất động sản, không có đầu tư chứng khoán, không có đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Có nhiều trường hợp cái mảnh đất này chẳng hạn, cái ô đất này hôm nay 200 triệu hoặc 2 tỷ đồng, nhưng mà năm sau quay lại là cái số tiền đấy không mua được nữa rồi. Trong rất nhiều trường hợp cái tài sản nó tăng giá không phải là chỉ là cái hai lý do nhé. Lý do thứ nhất thay đổi quy hoạch hạ tầng. Thay đổi về ở đấy phát triển thêm các khu đô thị mới, làm thêm đường xá mới vân vân, và tài sản nó bắt đầu gì nhỉ, tăng giá. Lý do thứ nhất nhé, thay đổi quy hoạch hạ tầng. Lý do thứ hai là trong rất nhiều trường hợp thực ra để nguyên cái tài sản đấy sau mấy năm nhưng mà đồng tiền nó bị gì nhỉ, mất giá, nên tài sản tự nhiên nó lại có một cái gì nhỉ, cái giá mới. Vì thế việc đầu tư bất động sản trong nhiều trường hợp là để chống lại tốc độ mất giá của gì nhỉ, của tiền. Cái số 5, tự do tài chính. À, tôi ví dụ như gần đây tôi mua một cái shop house, cái đấy thì cho thuê được ít tiền lắm, cái đấy được có 25-30 triệu một tháng. Nhưng mà một cái tài sản thì tôi mua một cái sàn văn phòng khoảng 700 mét thì cho thuê được khoảng độ 90 triệu, 90 triệu một tháng. Thì đôi khi một số bạn đi mua cái tài sản để bạn lấy cái dòng tiền. À, gần đây tôi mua một cái tài sản là một cái tài sản nghỉ dưỡng ấy, thì nó cho thuê được khoảng từ 30 đến 50 triệu một tháng, nó ăn chia.
Thì một số bạn đi đầu tư mua có thể để lấy cái dòng tiền. Dòng tiền thì nó được tác dụng gì nữa mình nhỉ? Đôi khi mà ví dụ như cái việc kiếm tiền của bạn không tốt, bạn vẫn luôn có một cái nguồn gì nhỉ? Nguồn thu ổn định. Đấy. Thế thì ở đây cái bài học là như này, câu hỏi như này nhé, là giả sử bạn đang kinh doanh ở một cái lĩnh vực A nào đấy, một cái lĩnh vực B nào đấy. Tuy nhiên, câu hỏi là như này, khi nào thì bạn sẽ dừng cái công việc kinh doanh mà bạn đang làm lại? Đúng rồi. Khi mà bạn gì nhỉ? Tự do tài chính. Vì thế mà tôi muốn bạn hãy đặt ra cho mình một cái mục tiêu về tự do tài chính. Mình cứ coi như cái việc kiếm tiền như là chơi game đi. Và tôi khuyến khích bạn kết thúc game càng sớm thì càng gì nhỉ? Ok, nên mình hai phái người bên cạnh nói là kết thúc càng sớm càng tốt. Rồi, số 6. Lý do số 6. Đó. Đằng nào bạn cũng liên quan đến bất động sản thôi. Đằng nào mình liên quan thôi. À, mua để ở, mua để kinh doanh, mua để làm văn phòng, đấy, mua để làm nhà xưởng vân vân. À, thậm chí là nhà bạn đông con quá. Thế là bạn phải mua gì nhỉ? Mua để cho gì nhỉ? Để dành cho con cái. À, ngày trước ấy, nhà nào đẻ nhiều con ấy, sau đó họ rất là lo lắng. Chết rồi, bọn này lớn lên thì lấy đâu mà chỗ ở? Họ bắt đầu phải đi mua đất để cho con cái lớn lên. Và không ngờ nhờ cái đấy, nhờ cái việc mua nhiều đất từ ngày xưa ấy, mà bây giờ lại trở nên rất là giàu có. Bạn biết cái điều này không ạ? Một số trường hợp khác sẽ làm như này này. Đi kinh doanh, ví dụ làm một cái xưởng may mặc chẳng hạn, hay làm sản xuất gì đó. Do nhu cầu kinh doanh bắt buộc họ phải mở rộng mặt bằng ra. Họ phải đi tìm mua những vị trí gần trung tâm mà đất khá là lớn. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 mét vuông. Cái công việc kinh doanh ấy tổng kết lại cuối cùng chả được bao nhiêu tiền. Nhưng cuối cùng cái giá trị lớn nhất nó lại nằm ở cái mảnh đất đấy. Có 5.000 mét vuông, sau đó là 10 triệu một mét, thế là cái mảnh đất đấy trị giá 50 tỷ. Cuối cùng cái thành công lớn nhất lại nằm ở bất động sản. Còn cái công việc kinh doanh kia thì cũng tổng kết lại chả được bao nhiêu, sau này nó bị đi xuống. Rồi, nếu mình high five người bên cạnh nói là đằng nào cũng liên quan đến bất động sản.